vợ chồng tôi á mà đi tham quan dự án của Nova World á, hoặc là Phan Thiết hoặc là Hồ Tràm thì cái nào cũng thích. Thì năm vừa rồi thì tôi chọn được 5 sản phẩm ở Nova World Phan Thiết. Năm này thì thêm nhiều sản phẩm nhưng mà mới thành công được 2 căn thôi. Đó là Kingdom, với là một căn ở Pirocana ở Hồ Tràm. Nova World Phan Thiết nó có một đặc điểm là một dự án lớn, 1.000 hecta. Tôi đến dự án rất là nhiều lần, tôi thấy là cái tốc độ xây dựng của dự án rất là nhanh và cái tiềm năng nhất là có cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi ngang qua dự án, và một cái tiềm năng lớn là cái sân bay Phan Thiết sẽ khai trương trong một vài năm ở đây. Phan Thiết nói riêng mà tỉnh Bình Thuận nói chung là một cái tỉnh phát triển về tiềm năng du lịch rất là lớn. Thì đó có đặc điểm là nắng gió và biển là cái tài nguyên lớn của tỉnh Bình Thuận. Vừa rồi có nhận một căn là villa ở phân khu Florida đó, nhận rồi thì thấy được. Tại căn đó là đằng trước là mặt biển, đằng sau là có cái hồ sinh thái và đặc biệt là có hồ bơi gần nhà tôi. Nói chung ở cái dự án Nova World Phan Thiết có nhiều cái công trình đẳng cấp quốc tế, ví như là sân golf 36 lỗ, rồi bãi biển, rồi có những cái nhà hàng lớn. Ở đó thì có hai cái mục đích. Thứ nhất là mua để nghỉ dưỡng, mà nếu mà mua nghỉ dưỡng không thì nó phí, tại vì đó có nhiều cái công trình đẹp, cho nên là có mua để đầu tư.